Hôm nay Tấn sẽ đưa các chị chúng ta đi khám phá một trong những hòn đảo nằm ở tại khu đông thành phố Hồ Chí Minh, có tên gọi là Swan Bay, đảo Đại Phước. Đây là một hòn đảo có tổng quy mô 464,5 hectare, tương đương với diện tích của khu đô thị Phú Mỹ Hưng hiện nay bây giờ. Đây là hòn đảo tự nhiên, có tổng quy mô là 464,5 hectare, bốn mặt giáp sông, với mức độ lấp đầy hiện nay rơi tầm khoảng chừng 16-18%. Và đã có 5 phân khu hiện nay đã hình thành trên đảo Đại Phước này của mình rồi. Và kết nối di chuyển từ dự án về lại trung tâm, chúng ta di chuyển bằng đường sông qua sông Sài Gòn đến sông Đồng Nai, thời gian di chuyển là 30 phút. Ngoài ra chúng ta có thể di chuyển bằng đường cao tốc Hồ Chí Minh Long Thành Dầu Dây hoặc là qua phà Cát Lái, thời gian di chuyển là 45 phút. Và dự án của chúng ta hiện nay với tổng quy mô là 464,5 hectare thì chúng ta đã có 5 phân khu hình thành trên đảo, đã và đang triển khai hiện nay để phục vụ cho nhà đầu tư cũng như khách hàng vào đây ở. Trong đó phân khu đầu tiên triển khai vào năm 2017, đó chính là phân khu Zone 8 có tên gọi là Maria Village. Và phân khu thứ hai đó chính là phân khu Zone 4 có tổng quy mô là 37 hectare. Tiếp theo đó chính là phân khu Zone 5, Zone 6 và phân khu L34 Osa Swan Bay. Ngoài ra nữa thì chúng ta có săn gốp 64 hectare nằm trên đảo Đại Phước. Với bốn mặt dọc sông như vậy thì dự án của chúng ta hiện nay kết nối trực tiếp với thành phố Hồ Chí Minh, khi mà có tuyến đường vành đai 3 cầu Nhân Trạch hiện nay đang trong quá trình xây dựng và dự kiến hoàn thành vào ngày 30 tháng 4, ngày 1 tháng 5 năm 2025. Nghĩa là năm sau là chúng ta di chuyển về trung tâm thành phố, đâu đó rồi tầm khoảng chừng 20 đến 25 phút là chúng ta về lại trung tâm thành phố rồi. Với vị trí dự án như vậy, hiện nay một hòn đảo rất là đẹp với mức độ cũng như là tỷ lệ xây dựng với tầm khoảng chừng 30% thôi, thì dự án của chúng ta đang nhận được sự quan tâm rất là nhiều của nhà đầu tư. Và thưa các anh chị, có thể nói rằng đây là một trong những dự án mà hiện nay có tỷ lệ giao dịch cũng tương đối rất là tốt, với những căn biệt thự song lập, biệt thự đơn lập, những căn dinh thự hay là những căn nhà phố, những căn hộ ở tại dự án này đang có số lượng căn khá là khan hiếm. Tại vì hòn đảo của chúng ta là hòn đảo tự nhiên với bốn mặt dọc sông, và đây là một hòn đảo duy nhất hiện nay với mức độ lấp đầy cũng như là cư dân về ở khá là nhiều. Những dịch vụ nằm trên đảo Đại Phước của chúng ta cũng tương đối đầy đủ để phục vụ cho nhu cầu của cư dân với những nhu cầu thiết yếu nhất. Ngoài ra nữa thì chúng ta có đầy đủ những dịch vụ tiện ích đặc biệt, đó chính là vị trí kết nối sau khi mà có đường vành đai 3 cũng như cầu Nhân Trạch, thì dự án của chúng ta nằm ở vị trí trung tâm của trung tâm trong việc kết nối từ dự án về lại trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cũng như là từ dự án kết nối trực tiếp về sân bay quốc tế Long Thành. Và những yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng cũng như kiến trúc thượng tầng trong thời gian sắp tới thì dự án Swan Bay của chúng ta đang nhận được sự quan tâm của rất là nhiều nhà đầu tư cũng như khách hàng mua để ở. Không chỉ bởi vị trí của dự án của chúng ta trong thời gian sắp tới, những sản phẩm mà nhà lưu thổ khá là khan hiếm cũng như pháp lý rất là khó trong việc phát triển trong thời gian sắp tới, thì dự án này hiện nay đã có pháp lý đầy đủ rõ ràng, vị trí đẹp, kết nối cơ sở hạ tầng được xem là yếu tố tiềm năng của dự án. Và giá cả ở đây được xem là vùng chuẩn của thị trường bất động sản ở tại địa phận của Nhân Trạch. Và nói rằng Nhân Trạch có 4 đến 5 dự án hình thành và phát triển một cách bài bản, quy hoạch nhà ở cũng như tiện ích đầy đủ, an ninh 24/7 cũng như là những dịch vụ tiện ích để phục vụ cho cư dân, thì Swan Bay của chúng ta là một trong những điểm đến không chỉ là nhà mà còn là nơi nghỉ dưỡng dành cho người thân cũng như gia đình của mình. Và bản thân Tấn cũng là người đã công tác cũng như làm việc ở đây khá là lâu rồi, và Tấn thường xuyên review những cái căn nhà ở đây cũng như là cập nhật về giá bán, về chính sách cũng như là những căn nằm ở vị trí đẹp đến cho nhà đầu tư cũng như khách hàng của mình. Và thời gian vừa qua Tấn đã giao dịch rất là nhiều căn ở đây, nắm rất là nhiều chìa khóa để các anh chị chúng ta đi tham quan, là chúng ta có thể vào bên trong để chúng ta xem thực tế của căn nhà, kết cấu xây dựng ra sao, chất lượng như thế nào, vị trí nào phù hợp với tất cả các anh chị. Các anh chị chúng ta đang quan tâm thì hãy liên hệ đến hotline của Tấn để Tấn hỗ trợ các anh chị chúng ta chi tiết nhé. Bây giờ xin mời tất cả các anh chị chúng ta lại xem tiếp những hình ảnh flycam đang được quay bởi Tấn để Tấn cập nhật đến cho tất cả các anh chị thêm thông tin về dự án này.
chúng ta đang xem đó chính là phân khu dinh 4 với những căn dinh thự xây một trệt và một tầng, có diện tích là 540m² cho đến 770m². Đây là những căn dinh thự view sông với số lượng căn đâu đó rơi tầm khoảng chừng 3-5% số lượng căn của dự án, và hiện nay những căn này đang có mức giá rơi tầm khoảng chừng 37 cho đến trên dưới 50 tỷ một căn. Và những căn này là những căn dinh thự view sông rất là đẹp. Và chúng ta chỉ có những căn dinh thự này nằm ở mặt tiền sông, còn phía bên trong đó chính là những căn biệt thự song lập và những căn biệt thự đơn lập có diện tích từ 160m² cho đến 320m². Và ở tại phân khu dinh 4, như các anh chị chúng ta đang xem, đã triển khai từ năm 2018 và hiện nay đã bàn giao nhà vào đầu năm 2021. Với mức độ lấp đầy hiện nay đã tầm khoảng chừng 18%. Và hiện nay tỷ lệ chuyển nhượng đâu đó một tuần có 5 đến 7 căn. Và số lượng căn bán ra hiện nay cũng càng ngày càng ít lại. Và chúng ta cùng xem mặt bằng của dự án phân khu dinh 4 này nhé. Phân khu dinh 4 với tổng quy mô 37 hectare với số lượng căn 564 căn. Và chúng ta chia làm 3 loại sản phẩm: màu cam đó chính là biệt thự song lập, màu vàng là biệt thự đơn lập và màu xanh lá cây là dinh thự. Thiết kế của biệt thự song lập ngang 8 dài 20, chừa trước 3, chừa sau 2 và chừa bên hông là 2m, xây dựng một trệt và 2 tầng. Và đây là hình ảnh thực tế của căn nhà biệt thự song lập xây dựng một trệt 2 tầng của mình. Căn này đang có diện tích là 160m², diện tích sàn là 286m² cho cả 3 tầng. Còn đây là thiết kế của căn biệt thự đơn lập và căn dinh thự. Đơn lập sẽ có diện tích là ngang 16 dài 20, còn dinh thự sẽ là ngang 20 dài 27m. Đây là hình ảnh thực tế của căn biệt thự đơn lập xây dựng một trệt 2 tầng, diện tích là 320m², ngang 16 dài 20m. Còn đây là hình ảnh thiết kế cũng như là hình ảnh thực tế của căn dinh thự xây dựng một trệt một tầng, diện tích là ngang 20 dài 27m. Hình ảnh thực tế của dự án Sun Bay nằm trên đảo Đại Phước được tấn bay flycam liên tục để gửi đến cho cư dân cũng như khách hàng đang quan tâm mua để ở cũng như mua để đầu tư dự án Sun Bay này của mình. Dự án này hiện nay với mức độ lấp đầy như vậy 18% cho đến 20% thì đây vẫn là cơ hội cho các anh chị nhà đầu tư cũng như khách hàng mua ở vào thời điểm này mua được giá tốt. Tại vì một trong những yếu tố giúp cho giá trị tăng giá đột biến đó chính là mức độ lấp đầy. Ngoài những yếu tố đó ra thì yếu tố liên quan đến cơ sở hạ tầng, kiến trúc thượng tầng, liên quan đến tiện ích, những yếu tố về chủ đầu tư, về pháp lý, về những cái dịch vụ ở tại dự án và chất lượng xây dựng cũng là một trong những yếu tố giúp cho giá trị tăng giá của dự án. Và bây giờ chúng ta cùng xem phân khu dinh 5 nhé. Phân khu dinh 5 chúng ta có tổng số lượng căn là 322 căn, gồm có hai loại sản phẩm biệt thự song lập và biệt thự đơn lập. Những căn biệt thự đơn lập là những căn nằm ở mặt tiền lớn và có diện tích từ 320 cho đến 400m², như các anh chị chúng ta đang xem là đây là mẫu biệt thự đơn lập có diện tích là 320 cho đến 420m², xây dựng một trệt và hai tầng. Những căn phân khu dinh 5 này thì chúng ta sẽ những căn mà xây dựng một trệt một tầng như các anh chị chúng ta đang xem biệt thự song lập. Những căn biệt thự song lập này sẽ có diện tích là 300m² cho đến 309m². Những căn này đã có sổ hồng rồi và có giá bán từ 16 tỷ rưỡi cho đến 26 tỷ một căn, tùy theo diện tích cũng như là vị trí cũng như là nhu cầu của chủ nhà gửi bán cho nhà đầu tư cũng như là khách hàng mua ở, những anh chị mua vào thời điểm này. Và tiếp theo đó chính là những hình ảnh flycam ở tại phân khu zone 4, zone 5 và zone 8 và toàn cảnh của dự án để Tấn chia sẻ thêm cho tất cả các anh chị. Hiện nay thì bến du thuyền ở tại Sun Bay của chúng ta đã hoạt động từ năm 2019 cho đến nay, có tên gọi là Tam Sơn Drafting at Clubhouse. Và hiện nay thì Tam Sơn đang vận hành cái bến du thuyền này, bến du thuyền chuẩn 5 sao
và Swan Bay đang có những chiếc thuyền, chiếc waterbird để phục vụ cho cư dân cũng như là khách hàng của mình đi tham quan dự án. Ở tại phân khu Zone 8 của chúng ta, như các anh chị chúng ta đang xem, thì mặt bằng của dự án gồm có những căn nhà phố, những căn biệt thự song lập, những căn đơn lập và dinh thự. Đây là quy mô cũng như là một vài thông tin ở tại phân khu Zone 8 cho các anh chị chúng ta có thể tham khảo. Đây là thiết kế của những căn nhà phố hay gọi là những căn nhà phố vườn, ngang 7 dài 17, 119 mét vuông, xây dựng 1 trệt và 2 tầng. Đây là hình ảnh phối cảnh của dự án. Hiện nay nhà đã có sẵn hết rồi các anh chị nhé. Triển khai từ năm 2017 và hiện nay đã nhận nhà từ năm 2020. Chúng ta có những loại sản phẩm thứ hai là biệt thự song lập ở tại phân khu Zone 8. Có diện tích ngang 10 và 20, xây dựng cũng là 1 trệt 2 tầng. Và đây là thiết kế cũng như là hình ảnh phối cảnh phía bên ngoài của căn biệt thự song lập. Và đây chính là thiết kế của căn biệt thự đơn lập có diện tích ngang 20 và 20, xây dựng 1 trệt và 2 tầng, có diện tích sàn xây dựng là 277 mét vuông. Và loại sản phẩm thứ ba đó chính là biệt thự vườn, thì chúng ta sẽ có diện tích cũng tương tự như vậy. Những căn biệt thự này là thiết kế theo chuẩn của kiến trúc Pháp và chỉ duy nhất là 12 căn thôi. Có diện tích ngang 16 và 20, 320 mét vuông. Và những căn này đang có giá bán là 18 tỷ rưỡi cho đến 19 tỷ rưỡi một căn, đang có 2 đến 3 căn bán lại thôi. Ngoài ra nữa thì chúng ta có những căn dinh thự view song. Đây là thiết kế của căn biệt thự đơn lập vừa rồi các anh chị nhé. Thiết kế của căn biệt thự đơn lập kiểu Pháp này thì có diện tích ngang 16 và 20, các anh chị chúng ta đang xem. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có những căn dinh thự view song diện tích ngang 20 và 26 mét, xây dựng 1 trệt và 1 tầng, có diện tích sàn là 233 mét vuông. Và những căn này thiết kế rất là đẹp luôn các anh chị. Và chúng ta đang theo dõi đó chính là phân khu Zone 8. Vừa rồi chúng ta đã xem thiết kế cũng như là mặt bằng layout của phân khu này rồi. Và flycam của chúng ta đang bay một vòng ở trên đảo Đại Phước. Những căn mà các anh chị chúng ta đang xem nằm ở cái khu căn hộ cao, có hai cái tòa nhà căn hộ các anh chị chúng ta đang xem đó, với lại một vài căn trên màn ảnh nhỏ, đó chính là phân khu Zone 6 có tên gọi là Swan Bay Le Center, có tổng số lượng căn hơn 1.000 căn. Đây là phân khu căn hộ. Các trường hợp các anh chị chúng ta mua nhà liền thổ thì chúng ta có thể loại trừ cái phân khu Zone 6 này ra. Tại phân khu Zone 6 này, phân khu căn hộ gồm có 3 loại: căn hộ thấp tầng và căn hộ cao tầng. Căn hộ thấp tầng chúng ta có 2 loại nữa, thì đó chính là những căn S Villa Park và những căn R Villa Park, Park Villa. Phân khu Zone 5, phân khu Zone 4. Phân khu Zone 4 là những căn mà dọc theo bờ sông. Những phân khu này đã hình thành nhà hết rồi. Trường hợp các anh chị chúng ta đi tham quan thì chúng ta sẽ vào thực tế của căn nhà để chúng ta xem luôn. Nên các anh chị chúng ta khi mà chúng ta mua vào thời điểm này có cái lợi thế là các anh chị chúng ta sẽ xem được là cái căn nào mà chúng ta thích, ưng ý, phù hợp với nhu cầu và tài chính của các anh chị, thì chúng ta có thể làm việc trực tiếp với chủ nhà để chúng ta cùng nhau đi đến ký kết mua những cái căn nhà này để phục vụ nhu cầu của các anh chị để ở cũng như mua để đầu tư. Và số lượng căn bán ra hiện nay bây giờ đang ngày càng ít đi và cái tiềm năng tăng giá trong thời gian sắp tới là rất lớn. Chính vì như vậy, các anh chị chúng ta đang xem clip này thì Tấn cũng mong rằng các anh chị chúng ta sẽ sớm chọn được căn ưng ý cho cái nhu cầu cũng như là cái tiêu chí đầu tư của mình. Nếu mà quan tâm đến dự án Swan Bay thì liên hệ đến số hotline của Tấn 0932048567. Tấn sẽ tư vấn cũng như hỗ trợ các anh chị chúng ta chi tiết về dự án này cũng như là chọn cho các anh chị những căn nằm ở vị trí đẹp, giá tốt nhất ở tại dự án này để các anh chị chúng ta mua ở cũng như mua để đầu tư nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.